Hôm nay tôi chia sẻ bằng chủ đề sự thật không phải lúc nào cũng ủng hộ những cách nói thịnh hành. Các bạn, thì liên quan đến tư duy này, cái ý tưởng này đó bạn, là người ta nói rằng là đừng chạy theo số đông, đừng đi theo số đông, và không phải số đông lúc nào cũng đúng, hoặc là hiệu ứng bầy cừu hay là hiệu ứng số đông. Thì Thomas Sowell nói rằng sự thật không phải lúc nào cũng ủng hộ những cách nói thịnh hành. Thì giống như Warren Buffett đã nói các bạn, tôi không sợ, phải biết sợ hãi khi thấy mọi người tham lam, phải biết tham lam khi thấy mọi người sợ hãi. Như là số đông đó bạn, không phải lúc nào cũng đúng, mà thông thường nhất là những doanh nhân, những tỷ phú thành công các bạn, là họ có lối đi riêng, họ có cái cách đột phá khác biệt. Vì vậy các bạn hãy lưu ý là cách nói thịnh hành, cách nói số đông đó không phải lúc nào nó cũng là sự thật đó, bạn hãy lưu ý điều này. Và để thành công trong cuộc đời, để phát triển sự nghiệp, bạn luôn luôn phải tỉnh táo trước cái số đông, tỉnh táo trước những cái trào lưu, tỉnh táo trước những phong trào, để chúng ta tìm hành động cho mình đối được thật đúng cái thật giá trị các bạn. Thì trong xã hội hiện đại đó, những cách nói thịnh hành thường được coi là chân lý tuyệt đối đó các bạn nhớ, đa số là người ta đi theo cái số đông, cái cách nói thịnh hành đó các bạn. Mà cái này là Thomas Sowell đó, nó đã là khẳng định như thế. Sự thật không phải lúc nào cũng ủng hộ cái nói này. Nói về sự đa dạng về quan điểm đó bạn, mỗi người đều có quan điểm riêng, do đó không phải mọi người đều đồng tình với những cách nói thịnh hành. Ví dụ, một câu nói hạnh phúc đến từ việc sẵn lòng hy sinh cho người khác có thể được coi là đúng, nhưng cũng có những người cho rằng hạnh phúc đến từ việc chăm sóc bản thân và đeo đuổi niềm đam mê cá nhân đó bạn. Thì đó là những cái quan điểm mà nó luôn luôn nó có những cái sự khác biệt. Rồi nhu cầu phân tích sâu để hiểu rõ và áp dụng những cách nói thịnh hành, chúng ta cần phải phân tích sâu và linh hoạt trong suy nghĩ. Mỗi trường hợp cụ thể có những yếu tố đặc biệt và không phải lúc nào cũng có thể áp dụng một cách nói tổng quát cho mọi tình huống. Ví dụ, một cách nói phổ biến hiện nay là thất bại là bước đệm tiến về thành công. Tuy nhiên, không phải mọi người đều tin vào quan điểm này. Có người tin rằng thất bại đôi khi có thể dẫn đến sự chán nản và mất niềm tin vào bản thân. Các bạn, và trong cái cuốn mà Sống Đường Khởi Nghiệp Dễ Thành Công của tôi đó, tôi có phân tích, mình thường hay nói là thất bại là mẹ thành công, nhưng mà bạn khi khởi nghiệp đó, tôi nói một câu, bắt đầu lên kế hoạch khởi nghiệp đó, bạn mới xác định là thất bại là tội ác. Bởi vì sao mà, bởi khi bạn khởi nghiệp đó, nếu vốn nhỏ thì không nói gì, mà nếu vốn lớn và nhiều người đi theo bạn mà thất bại là bạn là tội ác đấy. Thì bạn hãy lưu ý điều này, thất bại không phải lúc nào cũng là mẹ thành công, có khi là làm cho người khác khốn đốn, làm cho người khác suy sụp luôn. Hãy nhớ luôn luôn thận trọng trước thất bại, và khi đã lỡ thất bại rồi thì vui vẻ đứng dậy. Như là có một câu nói, Lý Long nó nói ngã 7 lần thì đứng dậy 8 lần đó các bạn. Và chúng ta hết sức cân nhắc khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, khi xây dựng kế hoạch cuộc đời, đừng chủ trương là thất bại là mẹ thành công, mà luôn luôn hãy cảnh giác cái thất bại. Còn nếu thất bại, chúng ta đứng dậy. Các bạn lưu ý điều này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.